Hai ngày cuối đời đầy đau đớn của cô gái giao gà chiều 30 Tết bị sát hại. Giữa lúc những người thân lên mạng xã hội cầu cứu, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm tung tích của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, cũng là lúc mà cô bị nhóm đối tượng bắt giữ, xâm hại tình dục, rồi hai ngày sau đó chúng đã lên kế hoạch sát hại để bịt đầu mối. Chuyến đi định mệnh của nữ sinh giúp mẹ giao gà chiều 30 Tết. Chiều 18 tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1997, ở đội 5, xã Thanh Hân, huyện Điện Biên, bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, gây phẫn nộ dư luận. Dư luận càng bàng hoàng hơn khi đọc những lời khai của các đối tượng. Tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, Cao Thị Mỹ Duyên sau khi nhận cuộc điện thoại từ một khách lạ để đặt mua 10 con gà và yêu cầu cô chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập, thuộc đội 11, phường Thanh Tường, thành phố Điện Biên Phủ. Trước đó, người này có xin số điện thoại của cô từ chiều khi đang bán gà cho mẹ ở chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Ngay sau đó, cô chở 10 con gà đi giao cho khách và người thân cũng không hề hay biết cô đi giao cho ai. Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng cô không nghe máy. Sau đó điện thoại cũng bị tắt khiến người thân vô cùng lo lắng và vội báo cơ quan công an. Kể từ lúc Duyên mất tích, gia đình đã huy động rất nhiều người tìm kiếm khắp mọi con suối, bờ sông, khu nhà. Bất kể nơi đâu cho rằng Duyên có thể đến hoặc có thể gặp nạn, nhưng tất cả đã phải trở về trong vô vọng. Ngay sau đó, người thân của nữ sinh cũng đã lên Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh của Duyên nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm với hy vọng sẽ sớm tìm thấy cô. Mẹ cô là bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, đã khóc rất nhiều. Bà khóc cầu cứu nhờ cộng đồng mạng giúp mình sớm tìm được con. Đến 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2, tức mùng 2 Tết, người dân phát hiện chiếc xe máy Duyên dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Non Luống, huyện Điện Biên. Khoảng 10 giờ 30 ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, người dân phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty công trình giao thông thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác nhận nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do xiết cổ. Nghe tin dữ, gia đình nữ sinh suy sụp hoàn toàn. Theo lời kể của người mẹ nạn nhân, trong đầu bà lúc đó chỉ nghĩ rằng con gái bị bóc cóc bán sang Trung Quốc, chứ nghĩ đâu cơ sự thành ra thế này. Nghề chính của gia đình là làm lông nhãn, việc nuôi gà chỉ là phụ và bán kiếm thêm nhân dịp cuối năm. Đang lúc ế ẩm, hai mẹ con bà tưởng vớ được vị khách sộp khi hỏi mua 10 con gà và yêu cầu giao hàng tại khu vực C13, phường Thanh Tường, thành phố Điện Biên Phủ, cách chợ nơi bà Hiền bán hàng khoảng 4 km. Thương mẹ chở lồng gà lên kinh nên Duyên bảo mẹ về trước rồi một mình chở gà đi giao cho khách lúc trời tối, khi mà mọi người đã bắt đầu quay quần bên gia đình chiều tối ngày 30 Tết để sửa soạn cúng giao thừa. Kể đến đây, người mẹ càng thêm xót xa đau khổ và không tin rằng cô con gái ngoan hiền xinh đẹp đã rời xa mình mãi mãi. Bà Hiền vẫn nhớ như in trong đầu những kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Bà cho biết con gái có lần tâm sự với mẹ: cứ để chị gái lấy chồng xa, còn bản thân cô sau khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định lấy chồng gần nhà để giúp mẹ kinh doanh, đỡ đần mẹ đỡ vất vả. Ngay hôm 30 Tết, hai mẹ con còn chia nhau suất cơm mang theo. Duyên vẫn dành mẹ những phần thịt nạc, nào ngờ đây lại là bữa cơm cuối cùng của hai mẹ con. Phút cuối đời đầy đau khổ tủi nhục của cô gái bất hạnh. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. Đến ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được tất cả 5 nghi phạm của vụ án, gồm Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, Bùi Văn Công, sinh năm 1975, Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, Lương Văn Hùng, sinh năm 1991, Lương Văn Lã, sinh năm 1991. Vụ án khiến dư luận phẫn nộ hơn khi các đối tượng khai nhận, từ ngày 1 tháng 2, tức 27 Tết, Bùi Văn Công là chủ mưu vụ án đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đến ngày 3 tháng 2, tức 29 Tết, Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt Duyên cho Hùng biết và hướng dẫn Hùng lấy số điện thoại của Duyên bằng cách hẹn Duyên mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngay sau đó, Hùng đã chủ động đến khu vực Duyên phụ giúp mẹ bán gà, xin số điện thoại, chủ động làm quen, đề nghị ship gà. Khi nữ sinh trực tiếp giao gà đến điểm hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập thuộc tổ dân số 11,
phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ liền bị đối tượng Vương Văn Hùng dùng côn có xích sắt xiết cổ đến khi nạn nhân ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang. Sau đó đối tượng đã dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công. Không lâu sau, đối tượng Bùi Văn Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đi cùng đến địa điểm Hùng báo tin. Khi tới nơi, cả ba đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh. Sau khi thỏa mãn dục vọng, các đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải của Bùi Văn Công. Đồng thời, Hùng cho quần tức của Duyên cùng quần sọc của mình vào một túi ni lông và lấy xe máy của Cao Mỹ Duyên cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của Hùng ở xã Non Hẹt, huyện Điện Biên. Trên đường đi, Hùng vứt một túi ni lông đựng hai chiếc quần và lòng gà ở ven đường quốc lộ 12. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết, Hùng đưa chiếc xe của nạn nhân ra khu vực đội 18 xã Nung Luống, huyện Điện Biên để ven đường rồi đi về. Chúng nhốt nữ sinh trong xe ô tô tải trong cảnh tủi nhục đầy đau đớn và bất lực của nạn nhân. Chưa dừng lại, sáng ngày 6 tháng 2, tức gần 2 ngày nữ sinh bị giam giữ, đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lạ đến nhà Bùi Văn Công chơi và được Công cho biết là đang giữ Cao Thị Mỹ Duyên trên thùng xe ô tô của Công. Ngay sau đó, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lạ đã lên thùng xe tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, tại nhà Công, năm đối tượng thấy sức khỏe của Duyên yếu đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối. Đến khoảng 24 giờ ngày 6 tháng 2, Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã dùng xe tải của Công chở Duyên đưa đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, rồi ra tay sát hại cô gái đáng thương. Thiếu tướng Sùng A Hồng, giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động, dã man, được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy. Quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Qua đây, Công an tỉnh Điện Biên xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và quần chúng nhân dân đã tích cực giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh Điện Biên thu thập chứng cứ để đấu tranh chuyên án. Kết quả sau 72 giờ đã xác định được đối tượng, truy bắt được thủ phạm gây án. Công an tỉnh Điện Biên cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin truyền kịp thời diễn biến của vụ án, đồng thời xin chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên.